Chương 5, tại nhà tù Thiên Hà, các quản ngục xem xét lại tình hình, căn buồng giam lỏng Mojo hàng triệu năm đã bị phá vỡ. Thứ ma thuật đáng sợ đó đã giúp hắn thoát khỏi đây, những thanh sắt bị tan chảy. Họ nhận lệnh của vua Thiên Hà phải sửa chữa nhà tù này trong thời gian nhanh nhất có thể. Phía này, mấy băng nhóm mà mơ rớt cùng mọi người bắt đầu phim đã được áp giải tới đây. Đột nhiên có một luồng sáng lạ tấn công nhà tù, chuyện quái gì đang xảy ra? Tất cả rào chắn đã biến mất, tù nhân không còn bị giam cầm nữa. Tên mặt khỉ này là Sagobo, hắn và đồng bọn đã tập hợp đầy đủ. Đây là cơ hội của chúng ta, ngài Mojo đã hoàn thành xong kế hoạch. Tên Sagobo lao tới thẳng phong điều khiển, hắn chĩa súng vào quản ngục. Anh mày biết rõ con tàu vũ trụ của các ngươi cũng đang nằm ở đây, không phiền chứ nếu ngươi tự nộp nó ra. Thằng cu hét lớn, tất cả những tù nhân ở đây hãy theo ta sẽ dẫn các ngươi tới tự do. Mấy tên Kanbaji cũng tham gia cho cuộc chiến này thêm vui. Tại tàu của Merzot, anh nhận thông báo khẩn cấp từ Sở Thiên Hà, toàn bộ tù nhân đã vượt ngục, mọi người hoảng hốt, chuyện quái gì xảy ra vậy? Làm sao có thể chứ, sự cố này từng xảy ra một lần rồi. Jaco đoán rằng có thể là điều ước cuối cùng của Mojo. Phía này dê vũ trụ chẳng cần phải giấu giếm, ta đã thả tự do cho bọn tù nhân đấy mua ha ha. Chúng đến rồi thì phải, trên trời, phi thuyền to tổ bố xuất hiện, tàu vũ trụ đó là chúng à? Ta cảm nhận có rất nhiều khí tròn đó, dứt lời thì hỏa lực được bắn ra tấn công cà rốt và rau, mau rời khỏi đây mau. Vụ nổ lớn rung chuyển cả hành tinh Namek, bọn tù nhân chết tiệt. Tên Saganbo cúi đầu trước Mojo, làm tốt lắm. Có vẻ ngươi đem theo một đội quân nhỏ tới đây thì phải, như đã hứa, ta sẽ chia sẻ cho ngươi một phần sức mạnh. Goku cảm nhận nguồn ki trong con tàu tăng lên chóng mặt. Rất có thể Mojo đã truyền sức mạnh cho bọn chúng, hàng loạt thằng đầu bò đầu biếu nhảy xuống đất. Chúng ta sẽ cho hai ngươi một trận, lâu rồi chưa được thư giãn gân cốt thật là cảm giác, Vegeta nói. Thì ra đây chính là lý do khiến hắn tự tin tới vậy. Nào anh em, giết chúng cho ta, dứt lời thì cả lũ loi nhoi xông lên. Goku và rau hóa Super Saiyan Blue, những tên này không dễ đối phó đâu. Một tên lao tới bị Goku cốc cho cái vô đầu, cậu né cú đấm của hai tên khác. Bay ra phía sau cầm chân rồi tẩn chúng như cái mền rách, cà rốt dùng khí thổi bay tất cả bọn chúng, Vegeta thì cho mỗi thằng một sút. Thằng nào muốn chết thì lên hết đây anh cân, anh tạo đòn ki nhỏ khiến bọn loi nhoi nổ tanh bành hoa lá. Mojo đang quan sát phía trên, có vẻ hắn đang rất tự tin với kế hoạch của mình. Trong khi sức mạnh của hai chiến binh Saiyan quá vượt trội, bọn tù nhân sợ hãi, rõ ràng hai tên này không phải lũ tuần tra thiên. Hà, chúng mạnh vãi nhái anh em ơi, Sabango hét lên, đừng để ta phải lên tiếng lần nữa, cứ tiếp tục đi trừ khi các ngươi muốn quay về nơi chết tiệt đó, phải hai tên Saiyan kia sắp kiệt sức rồi. Đang chiến căng thẳng thù đột nhiên, Goku và Vegeta quay lại trạng thái Super Saiyan God, bỏ mỡ rồi, thằng khứa Mojo đang hấp thụ sức mạnh trên kia, hắn đã tích tụ được một quả cầu rồi. Goku lao tới, ngươi sẽ phải trả giá, tên Sabango không hề e sợ, hắn đối diện trực tiếp với cà rốt, cậu biến về dạng siêu Saiyan cấp 3 và bị ăn đấm siêu thốn dính thẳng xuống đất. Đứng dậy mau Kakarot, ngươi làm cái quái gì vậy hả? Ngay cả Vegeta cũng trở về trạng thái thường. Song anh bị giã nhức hết người, cả hai hóa lên trạng thái Super Saiyan. Rõ ràng việc lên Blue là sai lầm để thằng Mojo nó hấp thụ hết sức mạnh rồi. Đại Kaioshin bị sút bay 400m dính đất, trận chiến với dê vũ trụ trước đó đã bào mòn thể lực của ông rồi. Mấy tên loi nhoi lao tới tấn công Goku và Vegeta. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì vậy Mojo? Từ đầu đến giờ ý nghĩa của việc này là gì chứ? Dê núi cười xấu xa, tạo ra một thiên hà lý tưởng, đó là nơi mà ta có thể tự hấp các hành tinh mà ta muốn, kết nạp những tên này cũng cả một bước nhỏ để thực hiện kế hoạch. Rau hét lớn, ngươi ghét bọn tuần tra thiên hà phải không? Tất nhiên, ta ghét cái thể loại hòa bình mà các ngươi đang bảo vệ cái hành tinh củ chuối này. Yên tâm đi, ta sẽ xóa sổ chúng nhanh thôi, năng lượng tiếp tục bị hút cạn, rau và cà rốt không thể hóa siêu Saiyan được nữa. Quả cầu của Mojo ngày càng khổng lồ, phi thuyền của mơ rớt bay tới Namek, bọn tội phạm tập hợp ở đây rồi, mau đi bắt chúng thôi. Cậu bé SK muốn đi cùng vì cậu có năng lực phụ hồi, Goku Vegeta đang vất vả chống đỡ trước mấy tên loi nhoi. Chết tiệt, những thằng ngu này không hề yếu đi chút nào cả, thằng Mojo hút mỗi năng lượng của ta thì phải, đột nhiên tia laser tấn công chúng, đó cả mơ rớt. Jaco cũng phụ trợ phía sau, anh biết giờ không phải là đối thủ của Mojo nên yêu cầu mọi người rút lui, đại Kaioshin được SK hồi phục lại một chút. Sức mạnh, tên Saganbo phát tàu tuần tra hắn định phá nổ con tàu thì bị mơ rớt ngăn lại, cái gì thế ở khoảng cách này có thi bắn chúng ta sao? Goku khuyên Ichigo rời khỏi đây ngay lập tức, cậu sẽ dịch chuyển tức thời đi theo mơ rớt, anh khuyên đại Kaioshin mau dùng phép dịch chuyển tới trụ sở của đội tuần tra. Mau bám lấy tôi đi, Vegeta khó chịu, anh có vẻ không muốn rời đi trước khi hạ được Mojo, quên cái dịch chuyển tức thời đó đi, người say dàn luôn. Tự hào về sức mạnh của bản thân, không thể ngờ rau lại xuống cấp đến mức phải trốn chui trốn lùi thế này, Vegeta quyết định sẽ ở lại đây. Đi trước đi Kakarot, rau tự mình bay đi nơi khác, đám loi nhoi tấn công, không còn cách nào khác, Goku đành phải bỏ rau ở lại Vegeta đuổi theo chiếc tàu của Ichika. Mau mở cửa cho ta, Goku dịch chuyển tới phòng tắm của vua Thiên Hàn,
cái quần què dòm vậy, đang tắm cũng không yên. Nữa là Seo, hiện tại không biết Vegeta đang nghĩ gì nữa. Zhao và Izuka nỗ lực né tránh các đòn tấn công từ bọn tù nhân. Sau đó họ bắn tốc độ cắt đuôi được bọn chúng, cứ ngỡ là về chầu ông bà rồi chứ. Bất ngờ Vegeta giơ tay lên đe dọa Izuka, chúng ta sẽ không về trụ sở, thứ anh muốn là hành tinh, Gian Giáp, nơi mà Goku từng được cứu giúp sau cuộc đại chiến với Phi-Ze. Phía này, bọn tay sai quay trở lại phi thuyền, hành. Tinh Namek đã bị Mozo hút cạn kiệt năng lượng, cơ thể hắn ngày càng lão hóa ngược với nguồn sức mạnh y như bắp bẩn. Những hành tinh có các loài sinh vật độc lạ quả là không tầm thường. Nhờ vậy nên bụng chín múi của ta đã săn chắc hơn trước rất nhiều. Thưa ngài Mozo, có vẻ bọn tuần tra đã biến mất rồi, chúng chết hay sao vậy? Không đâu, có hai kẻ trong số chúng biết sử dụng phép dịch chuyển, bao gồm cả tên đại Kaioshin chết bầm, bọn chúng lại chạy thoát khỏi ra, tàu của chúng cũng biến mất rồi, nên đuổi theo bên nào trước đây? Mozo đáp, đừng bận tâm đến chúng, những sinh vật có sức mạnh như vậy cực kỳ hiếm trong vũ trụ, cứ để chúng rong chơi thoải mái đi, nếu xuất hiện trước mặt ta lần nữa ta sẽ giết sạch. Né sang Gabo, ngươi còn hành tinh nào có nguồn năng lượng dồi dào tí không? Ta phải giữ trữ thêm năng lượng. Tất nhiên là có rồi thưa ngài, trước khi bị bọn tuần tra thiên hà bắt thì tôi đã kiếm được vài hành tinh. Mozo sai vào tên thuộc hạ đi tìm thêm thông tin những hành tinh có sự sống gần đây tại trụ sở đội tuần tra thiên hà. Vua thiên hà đã biết thông báo toàn bộ tụ nhân trốn thoát, thật không tin được rồng thần Namek có sức mạnh lớn như vậy. Mơ rớt nói rằng vì sự nguy hiểm của Mozo nên anh cần thêm thời gian để nghĩ ra kế hoạch tác chiến. Lúc này cậu bé SK xuất hiện, cậu cùng đại Kaioshin dịch chuyển lên tàu từ trước. Bill béo đã được trả lại cơ thể, giờ ông cháu đang ngủ như lợn trong phòng, dù sao thì cậu ta đã chiến đấu hết mình, chắc kiệt lắm rồi đấy. Vậy thì Vegeta đâu rồi? Goku hớn hở đừng lo, kiểu gì cậu ta cũng kiếm một nơi nào đó để luyện tập. Sức mạnh bình thường của cả hai không có tác dụng với Mozo, đó là điều khó chấp nhận với Vegeta. Có lẽ Zhao đã nghĩ ra một ý tưởng gì đó rồi. Phía này tàu của Zhao bay vào trong vũ trụ, Izuka nói rằng tàu mà tên Sangabo dùng là loại tàu nhanh nhất, anh không thể quét ra đa vị trí của chúng nữa. Sao chứ, ý ngươi nói là tên đấm vào mặt Kakarot ấy hả? Đúng vậy, hắn từng là thủ lĩnh của một băng cướp hoành hành khắp thiên hà. Hắn rất mạnh đấy, Zhao khinh bỉ, thằng ngu đó chẳng là cái thá gì mà ta phải quan tâm cả. Đến con trai ta cũng có thể hạ được hắn, còn bao lâu nữa đến hành tinh Gian Giáp vậy? Khoảng một tuần nữa thôi, Izuka hỏi tại sao Zhao lại muốn đến đó chứ? Những tên ở hành tinh đó rất yếu về sức mạnh vật lý nhưng chúng thường sáng tạo ra các tuyệt kỹ rất lạ, những kẻ đó đã dạy Kakarot dịch chuyển tức thời. Đấy, mặc dù đây không phải kế hoạch mà Zhao thích nhưng anh bắt buộc phải làm. Anh nhẹ nhàng đi vào phòng, nhưng trong thâm tâm anh rất khó chịu. Ta không thể để mình biến thành một thằng ngu như lần trước được. Anh mày nhất định sẽ thông đít mày Mozo và cả ngươi nữa Kakarot. Vài ngày trôi qua trong thiên hà, băng cướp của Sangabo tiếp tục đi cướp bóc các hành tinh. Những chiến binh bảo vệ đều bất lực trước sức mạnh của chúng. Tên nhõi đầu đinh tự tay tàn sát tất cả anh em họ hàng của Bui Bui. Hey hey, đây là kho báu của chúng ta. Xong việc thì đến lượt Mozo hấp thụ toàn bộ năng lượng từ hành tinh mày. Cướp như không còn gì để cướp luôn, cả hành tinh vỡ vụn trong chốc lát. Một thuộc hạ của Sangabo gọi tới, cô ta vừa tìm được hành tinh ngon nghẻ, có nhiều quái vật khá mạnh ở đây, chắc chắn ngài Mozo sẽ thích nó. Đội tuần tra thiên hà nhận được thông báo, hành tinh Jun đã bị hủy diệt. Chết tiệt, bọn chúng đã đi xa đến vậy rồi sao? Zada không thể định vị được khi tốc độ của phi thuyền là quá nhanh. Tên Mozo đó đang hoạt động ở ngoài tầm kiểm soát của đội tuần tra, Goku không thể cảm nhận được khí từ quá xa nữa. Nếu cứ như này thì Mozo sẽ mạnh đến mức khủng khiếp mất, Goku nghi vấn, ngay cả khi cậu đã đánh nghiêm túc sao? Gì chứ? Nếu không phiền thì để tôi thử nhé. Cậu đứng gần mơ rớt, sau đó tung một cú đấm nhẹ, bất ngờ là anh ta có thể né được dễ dàng. Cú đấm vừa rồi không hề vô nghĩa đâu, đúng vậy, đó là lý do tôi tránh nó. Cà rốt muốn thử chiến với ông cháu một lần, rõ ràng thanh niên này đang giấu giếm một thứ sức mạnh gì đó. Hai người vào trong phòng tập, đây là nơi dùng để tập luyện cho các đặc vụ như mơ rớt, căn phòng này có thể chịu được lực va chạm khá lớn đấy. Ok, vậy thì bắt đầu thôi. Goku lao tới tấn công mơ rớt, cậu tung vô số đòn đấm nhưng đã dễ dàng bị tránh. Ó, vẻ tốc độ của cậu rất tốt đấy. Ông cháu hóa lên Super Saiyan, mơ rớt cầm tay cà rốt xoay như trong chóng. Thằng cu liền hóa lên Super Saiyan 3. Zako và SK chứng kiến bên ngoài, Goku chỉ đang xem xét sức mạnh của mơ rớt. Nói ra thì ngại chứ Zako bốc phét mình chỉ thua kém mơ rớt một chút thôi đó. Hồi xưa anh còn có chứng chỉ. Loại giỏi nội dung chạy với tư thế bốn chân đấy. Phía này, Goku tung hết sức vẫn chưa thể động vào một cọng lông của mơ rớt. Chuyện quái gì vậy? Sao cậu chưa tấn công tôi chứ? Cà rốt gồng cơ đít hóa siêu say gian gót. Nguồn ki cực mạnh làm căn phòng nứt vỡ. Đủ rồi thằng khứa kia, trụ sở sắp không chịu được nữa. Ok, trận chiến tạm dừng ở đây vậy. Goku nghĩ rằng mơ rớt có một sức mạnh đặc biệt. Ông cháu muốn anh huấn luyện cho mình. Mơ rất ngạc nhiên. Tuy tôi chưa thấy toàn bộ sức mạnh của cậu nhưng có vẻ cậu lại biết rất nhiều thứ mà tôi không biết. Có một thứ mà tôi muốn hoàn thiện nó, toàn bộ cơ thể tôi sẽ di chuyển theo bản năng. Việc này sẽ giúp tôi chống lại Mozo ngay cả khi hắn đang hấp thụ năng lượng.
Kazot có cảm giác việc luyện tập với sẽ hiệu quả. Merzot trả lời, nếu cậu muốn thì tôi rất sẵn lòng, nhưng căn phòng này sẽ không chịu nổi thứ sức mạnh đó. Tại hành tinh răng, Hứa tóc dài quay lại đây uy hiếp chỉ huy. Mau đem phần đã cực quang còn lại ra đây nhanh không ta bắn mày á. Hôm nay sẽ không có ai đến cứu các ngươi đâu cáo ơi. Vậy là cả băng đã cướp được một chút chiến lợi phẩm, may mắn đang đến với chúng ta nhỉ. Toàn bộ ngân hà này là của chúng ta, chỉ cần trung thành với Mozo mà thôi. Gọi tên San Gabo, kể cho hắn nghe câu chuyện nào thú vị ấy. Đang ngồi trong phi thuyền tính toán kế hoạch tiếp theo thì bé Điệu nói rằng lúc bị áp giải tới nhà tù thì cô ta có nghe mơ rớt nói về cái gì đó. Ụ, thể là trên trái đất cũng có đá cực quang xanh giống như hành tinh này vậy. Ồ, tai thính lắm. Thính vậy hẳn nào ngươi biết tên người yêu ngoại tình với kẻ khác. Chần chờ gì nữa, chúng ta mau đến trái đất nào. Cùng thời điểm này, Vegeta đã đến hành tinh Gian Rát. Tập phim tạm thời đến đây là hết rồi. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình xin một like và một subscribe để mình có động lực làm thêm những video tiếp theo nhé. Giờ thì bye bye.